những năm qua hội cựu chiến binh huyện ngọc hồi chủ động triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu từ đó khơi dậy ý chí tự lực tự cường tinh thần sáng tạo vượt khó vươn lên của cán bộ hội viên góp phần xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh giữ vững ổn định chính trị tại cơ sở Thời gian qua, phong trào thi đua giúp nhau giảm nghèo, xóa nhà tạm, tăng cường các hoạt động tình nghĩa phát triển rộng khắp ở các địa phương trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, khơi dậy tình đồng chí, đồng đội, sự tương thân tương ái, ý thức tự lực tự cường của cán bộ hội viên cựu chiến binh. Cụ thể, trong giai đoạn 2019-2024, các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn huyện vận động quỹ xoay vòng, quỹ đồng đội với số tiền hơn 2 tỷ đồng, xây dựng 11 căn nhà nghĩa tình đồng đội tặng hộ hội viên khó khăn về nhà ở, với số tiền gần 600 triệu đồng, hỗ trợ thực hiện 3 mô hình chăn nuôi bò sinh sản với tổng kinh phí hơn 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội tham gia quản lý 28 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng dư nợ gần 80 tỷ đồng, tạo điều kiện cho hơn 1.000 lượt hội viên vay vốn đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất. Từ phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, đời sống của hội viên cựu chiến binh trên địa bàn huyện Ngọc Hồi từng bước được cải thiện nâng cao với thu nhập bình quân hơn 50 triệu đồng một người một năm. Đến nay hội có hơn 400 hộ được công nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.